Cả nhà ơi, hôm nay rất là nhiều mã hoa lan nha. Em cái này thì hàng Quế Trắng tháng 8 dân đi khai thác rừng mới về luôn, nên có hàng là em lên được cho cả nhà mình được 5 mã Quế Trắng nè. Hàng hàng rời ha cả nhà. Anh chị nhà mình về muốn ghép cũng có, hoặc là Quế Trắng mà hàng thuần cũng có nha cả nhà. Phiên hôm nay thì rất là đa dạng. Nhãn tháng 4 nè, còn đây là còn là một cái giò tam bảo sắc nữa nè cả nhà. Một cái giò tam bảo sắc to luôn. Giá thì sẽ là 1,3 triệu ha. Giá 1,3 triệu cho một cái giò to như thế này. Chuỗi ngọc nè, hoàng thảo xoắn nè, một cái dòng hoa cánh xoắn, cái màu thì lại rất là đặc biệt cả nhà ơi. Anh chị nhà mình sưu tầm thì cả nhà mình nhắn theo mã số giúp em nha. Cả nhà mình nhắn theo mã số để chốt theo mã nè. Đầu tiên thì em sẽ lên là cái này là nhãn tháng 4. Một cái dòng rễ gió mà về cái hương hoa của nó lại hương thơm mùi chanh xả cả nha, mùi hương thơm rất là thư giãn. Phong cây nè, lớn nhỏ có đủ mà ghép thuần trên một cái cục gỗ cả nha ha. Rồi đầu tiên sẽ là cái mã B1, giá là 750, 750 ngàn, B1 750, 750.000. 750 ngàn. Đây chờ em một chút, em bấm qua đây đi, nó bị kẹt. 750 ngàn nha cả nhà ơi, 750. Rồi tiếp theo nè, tiếp theo đây là cũng là nhãn tháng 8 luôn cả nhà ơi. À, em xin lỗi, nhãn tháng 4. Ôi, sao lại nói nhầm. Em xin lỗi, nhãn tháng 4 nha. Mã B2, nhãn tháng 4, cái này là 950 ngàn. 950 ngàn, cái đây là một giò ghép gỗ cả nha. Ghép gỗ này, B2, phong cây này cả nha. 950 ngàn. Cả nhà xem phong cây nè, rất là đẻ ha, cây thì để thuần khỏe. Nhãn tháng 4 này thì tháng 4 tới đó là cả nhà mình đã chơi hoa vô tư rồi ha. Nhãn tháng 4 mà riêng về cái dòng này thì mặt hoa ha cũng là hoa vàng lưỡi tím và hoa nó cũng rất là thơm đây nè. Cái giò này thì cái giò chụp mùa vừa rồi bên cây bên vườn em nè, làm mặt hoa tư liệu để cho cả nhà mình có thể mình tham khảo cây nó thực tế ha. Hoa nè, để nha, rất là tươi. Và cái hương thơm của nó là hương thơm cái mùi chanh xả cả nha. Đó, ngửi thì sẽ ra là cái mùi chanh xả rất là rõ rệt và thư giãn. Rồi tiếp theo cái này là mã B3 nè, B3 nhãn tháng 4. Em đang có một cái giò ghép gỗ này nữa, giá 1,1 triệu, 1,1 triệu. B3 1,1 triệu. Đó, nhãn tháng 4 cả nha. Phong cây nói chung là hàng rừng hết nha cả nha, chăm từ cây hàng nhỏ tới lớn nè. Đây nè, có những cái lá chân, đây là lá chân từ hàng rừng về này cả nhà xem nè. Đó, nhưng mà những cái lá đó thì nó có vàng thì nó tự nó rớt thôi cả nha. Những cái lá chân như vậy, còn mình trồng theo năm tháng nè, cây đang đi lá ngọn rồi cây nó căng khủy rất là đẹp. Rồi mã B3 giá nhãn tháng 4 giá 1,1 triệu. Đây là B3 1,1 triệu. Những giò như thế này nặng cả nhà ơi, ghép gỗ nha, ghép gỗ nặng. Những cái giò như thế này thì phí ship là 40 ngàn nha cả nhà. Phí ship 40 ngàn một thùng giúp em. Mà cái thùng 40 ngàn là em hỗ trợ cả nha. Đó, phần thiếu là em hỗ trợ với cả nha. Tại vì ghép một cái thùng gỗ, cái cục gỗ nó nặng á. Rồi, cái này là trầm nù nè. Trầm nha cả nhà, nó là dòng trầm thân nù á cả nhà. Đến mùa cho hoa cái nó xuống hoa, nó xuống lá sớm á cả nhà. Đến mùa cho hoa thì mầm gốc nó cũng lại đang lên tới một mùa mới nè. Cái này có một cặp thôi cả nha, có hai chậu đây thôi, đang có hoa rất là ok luôn. Đang có nụ. Rồi mã B4 này trầm giá sẽ là 190 ngàn hai chậu. Em chỉ có B4 hai chậu này duy 190 nhất cả ngàn nha. Hai chậu. Nó đang có một ít nụ như thế này cả nha ha. Bên thân bên đây cũng đang có nụ nè. Còn những cái thân lá đây là bây giờ chưa, nó đã thắt đọt rồi. Thắt đọt rồi này cả nha, là chuẩn bị xuống lá nha cả nha. Giá 190 ngàn hai chậu như thế này. Đó, những mẻ này cả nha mình sưu tầm gộp đơn nha. Lâu lâu nó đi đi kiếm cây nè, đi lên trên vườn kiếm cây cho khách thì lại thấy những cái chậu đang nụ như vậy, nên cả nhà mình sẵn dịp mình sưu tầm luôn ha. Rồi, mẹ B5, em đang có một cái chậu tam bảo sắc như thế này. Ghép nè, ở giữa là lên trên một cái đế gỗ này cả nhà ha. Lên trên một đế gỗ ghép theo kiểu tròn như thế này. Rồi mẹ B5 giá sẽ là 400 nghìn. B5 400. Riêng cái dòng tam bảo sắc thì dòng này hoa thơm cả nha hả, hoa thơm ghép theo kiểu từ trên xuống dưới này cả nha, sau này cho hoa á thì nó cũng rất là rực rỡ ha. Dòng này ghép tròn đều thì cũng rất là nhiều cây. Rồi 400 ngàn một chậu, những cây này đều là phong cây trưởng thành hết cả nha ha. Đây là những cây trưởng thành và cho hoa nha. Rồi B6 nè, B6 tam bảo sắc em đang có một cái giò này ghép trên cái cục gỗ cả nha. Ghép trên cục gỗ thì cả nhà mình có thể để đôn nè, để bàn chè cũng được, hoặc là mình treo cũng được, móc đồ đầy đủ rồi. Rồi cái mẻ B6 khúc gỗ này giá 390 ngàn, tam bảo sắc. B6 390 ngàn. 390 nó ghép theo kiểu tròn nữa cả nha, ghép theo kiểu tròn đều nữa nè. Xinh ha, cả nhà mình cũng có thể để bàn. Về riêng tam bảo sắc á, cái mức giá của nó thì một cái dòng hoa lan mức giá tầm trung nhưng mà được sưu tầm rất là nhiều. Là tam bảo sắc này, cây thì cũng hoa tại vườn luôn cả nhà ha, cả nhà mình có thể tham khảo. Về riêng tam bảo sắc thì hoa thơm nha. Còn cái giò tam bảo sắc này thì nó là một cái giò tác phẩm lớn nên là nó sẽ nhiều hoa.
Đó, cả nhà mình chăm càng lâu thì cây sẽ càng to, và riêng những dòng đơn thân như thế này, cả nhà mình chăm càng lâu thì cây nó sẽ càng ngày càng giá trị cả nhà ha. Rồi tiếp theo, mẻ B7 nè, tam bảo sắc giò này giá 420 nghe, 420. B7 420 đó, nghe. Nó ghép, nó cũng ghép trên một cái đế gỗ luôn cả nha, rễ rất là khỏe luôn, riêng cái dòng này rễ rất là khỏe. Và cả nhà mình sưu tầm nha. Đó, những cái dòng hàng rừng thì có những lá chân như thế này không vấn đề gì hết cả nha ha. Cây nè, cây đi ngọn đen rất là khỏe và căng lá. Mùa này thì cả nhà mình lưu ý là tưới nước cho nó đậm thêm ha. Riêng dòng rễ gió cả nha, nó đi rễ lung tung, nó đi ra ngoài rồi á, nên thì mình phải nên tưới đậm, đậm một chút. Rồi B7 nè, giò này giá 420 ngàn cả nhà ạ. Hoa rất là thơm cả nhà ơi, những giò như thế này là qua năm cả nhà mình chơi hoa ok luôn ạ. À, rồi B8 nè, B8 tam bảo sắc chậu cả nhà ơi, tam bảo sắc chậu. Rồi B8 giá 380 ngàn, 380 ngàn một chậu tam bảo sắc cả nhà ơi. Sưu tầm cái dòng này đi, cái dòng đơn thân mà cây nè, nó sẽ đi rễ từ trên thân như thế này rất là khỏe cả nhà ha. Đó, cả nhà mình chăm sóc thêm cây lá nó sẽ còn căng đẹp nữa nha. Đó, mùa này cả nhà mình cứ chăm sóc thêm nước thôi cả nhà. Rồi wow, mẻ này đẹp ha, mẻ B9 nè, B9 tam bảo sắc em đang có một cái giò này cũng ghép trên cục gỗ cả nhà ơi. Cái dòng rễ gió như thế này cả nhà mình sưu tầm cũng rất là hay nha. Rồi B9 tam bảo sắc, giò này giá 350 ngàn cả nha. B9 nè, 350 nó sẽ đi vương mình ra như thế này, nhìn nó rất là tự nhiên cả nha ha. Nó vương mình đi ra nè, cái giò như thế này nhìn nó cũng xum đúng không ạ. Rồi giá 350 mẻ B9. Những cái giò như thế này đều phải đóng thùng xốp đến cả nhà hết ạ. Đều phải đóng thùng xốp. Rồi tiếp theo, mẻ B10 nè. B10 em đang có một cái combo ưu đãi. Một combo ưu đãi cả nhà mình chốt cái combo này đi, mình gộp đơn nè. Rồi mẻ B10, một chậu hoàng phi hạt và một chậu chuỗi ngọc. Một combo này giá 190 ngàn hai chậu cả nhà ơi. Một hoàng phi hạt và một chuỗi ngọc nha. Cái này thì B10, cả nhà mình 190 ngàn hai chậu. Cả nhà mình gộp đơn đi cho nó lợi ha. Mình lấy cái mẻ này mình kèm thêm cái mẻ đây. Mẻ đây mẹ cho cả nhà mình săn ưu đãi nè. Hoàng phi hạt thì mùa này cây thắt đọt rồi nha cả nhà. Hoàng phi hạt hoa nở từ tháng 2. Cây thắt đọt, riêng hoàng phi hạt mà mùa này là cây nó đang bắt đầu xuống lá nha cả nhà. Nên cả nhà mình có nhận hàng mà có một vài lá vàng thì cả nhà mình cứ vắt đi giúp em nha. Cây nó đang xuống, đến mùa của nó đang xuống lá. Rồi B11 chuỗi ngọc. B11 chuỗi ngọc em đang có chậu như thế này, giá 130. Trời ơi, những cái mẻ như thế này cả nhà mình sưu tầm đi. Chuỗi ngọc hoa rất là xinh nha. Chuỗi ngọc hoa rất là xinh luôn. 130 ngàn. 130 ngàn một chậu, cây thuần khỏe và những cây như thế này đều chuẩn bị cho hoa rồi nha, đừng chuẩn bị cho mùa hoa tới rồi. Rồi B12, trời ơi chậu này xum xuê hơn nữa nè, đẹp không cả nha, chuỗi ngọc hoa rất là xinh nha. Riêng về chơi thân lá thì từng mắt nó mắt ngọc nó đã đẹp rồi mà. Rồi mẹ B12 giá sẽ là 160 ngàn một chậu cả nha. B12 160 ngàn, dễ thương, riêng cái dòng này dễ thương lắm cả nha. Ghép gỗ nè, chuỗi ngọc. Rồi B13 chuỗi ngọc nè, em đang có một cái giò này thì ghép trên cái cục gỗ cả nha ơi, ghép trên cục gỗ này cả nha. Những thân này đều là những thân chuẩn bị sẽ cho hoa vào mùa tháng 3 này nè cả nha ha. Đó, nó càng xòe càng lẻ lướt thì nó sẽ càng cho cái giò nó có hoa, đến khi có hoa á nó càng đẹp cả nha ơi. Rồi mẻ B13 giá 450. B13 450 ngàn. 450 ngàn nha cả nha. Chuỗi ngọc hoa xinh lắm nha, chuỗi ngọc hoa rất là xinh. Dòng này hoa rất là mỹ miều, bình thường mình chơi thân lá nó đã đẹp rồi, nó đến khi có hoa này cả nhà xem nè, nhìn nó rất là mỹ miều ha. Đây nè, một cái chậu cả nhà xem, vừa lá vừa hoa, vừa cái thân từng mắt ngọc nó đẹp nữa. Đây nè cả nhà, buông hoa lên rất là đẹp ha. Những hình hoa này cây tại vườn nên cả nhà mình có thể mình tham khảo cây thực tế nha. Rồi B14 nè, chuỗi ngọc 550 ngàn. Đẹp quá cả nhà ơi, đẹp quá ha. Cái giò này thì nó nhiều thân, nó xòe và nhìn nó rất là nói chung là nhìn cái form nó đẹp tự nhiên á cả nhà, nó cân đối ha. Rồi B14 này giá 550. B14 550 ngàn. Ghép trên một cái cục gỗ nè, nó hướng về một mặt trước này cả nhà ha. Cái giò này bông hoa thì rất là xinh. Rồi giá 550 đó, những cái mẻ như thế này là mỗi mẻ chỉ có một thôi cả nhà. Không có mẻ nào nó giống cạnh mẻ nào hết, nên là cả nhà mình chốt cái mẻ nào thì cả nhà mình nhắn giùm em mẻ số nha. Rồi tiếp theo lên một cái khúc chuỗi ngọc nữa nè. Wow. B11 em đang có một cái khúc chuỗi ngọc. Cái giò này á thì nó ghép trên một cái khúc gỗ nằm ngang. Thì cái dòng này thì nó cũng không có vướng bận gì nhiều, thì cả nhà mình có thể mình để lên trên đôn nè, hoặc là bàn trà nè cả nhà. Đó, chỉ cần để như thế này thôi cả nhà. Xem phong cây nè. Phong cây rất là đẹp ha. Chuỗi ngọc này nó càng xùy ra là đẹp lắm cả nhà ơi.
Rồi cái mẹ B11 này chữ ngọc giá 1.200.000. Đó em cầm với người. 1.200.000. Em bưng với người thì cả nhà mình có thể án chân được cái độ to của cây cho nó dễ nha. Đó, cái này về thì chỉ việc cả nhà mình để lên trên đôn đi cho nó đẹp. Do nó thiết kế trên một cái đế bằng. Còn cả nhà mình muốn treo á, cả nhà mình muốn treo thì nó có móc đầy đủ hết luôn rồi nên cả nhà mình dễ dàng linh động được cả nhà ha. Giá 1.200.000. Do đó là sau có hoa là cả nhà mình cứ để lên trên bàn đi. Hoa rất là tươi tắn. Rồi B16 nè, cái này em đang có là hoàng thảo, cái này là hạt vĩ cả nhà ơi, hạt vĩ nha. B16 giá 170.000. B16 170.000. Những cái dòng này hạt vĩ là một cái dòng thân thòng. Mùa này thì cây cũng đang bắt đầu dần thắt đọt cả nha. Có thân thì nó đang còn đi ngọn nè. Đó, riêng cái dòng này thì tự xuống lá và cho hoa rất là dễ. Rồi B16 giá 170.000 một bản cả nhà ơi. Sưu tầm đi cả nhà. B16 170.000 một bản. Thân thòng đây á, là cái mùa lá thì nó nhìn nó xanh mướt, còn cái mùa hoa á, thì nó sẽ xuống hết lá nó cho hoa thì nó lại sai hoa cả nhà. Càng nhiều thân thì càng sai hoa. Rồi tiếp theo B17 nè. B17, cái này là hạt vĩ mà cái bản của nó sẽ sum và to hơn nha. Rồi hạt vĩ bản này 380.000, B17 hạt vĩ. Đẹp đúng không cả nha? Sum thân ha, 380 nè, rất là và nhiều thân nha, 380.000. Rồi tiếp theo, cái này là hoàng thảo xoắn cả nhà ơi, hoàng thảo xoắn nha. Wow, cái này lại ghép trên một cái khúc gỗ, mà dòng này cả nhà xem nè. Nó xòe đi thân nè. Mà hoàng thảo xoắn là một trong những cái dòng thân rất là khỏe cả nhà xem nè. Ú nè ú nằng nhìn rất là thích ở đây nữa nè cả nhà. Mùa này thì cây nó cũng sẽ lác đác xuống lá cả nhà ha. Mùa này cây sẽ lác đác xuống lá. Lưu ý nói chung là mùa này cả nhà mình chăm tại vườn nè, hoặc là cả nhà mình có nhận hàng á, thì nó cũng sẽ đang lác đác xuống lá nha cả nhà, lưu ý giúp em ha. Rồi B18 hoàng thảo xoắn giá 800.000 một khúc hoàng thảo xoắn như thế này. Nó xòe nè cả nhà, cái này thì ghép theo kiểu tròn cả nhà ha. Ghép theo kiểu tròn và nó đứng như thế này. Đó, ghép tròn đều nè, 800.000 mẹ B18. B18, 800. Rất là đáng sưu tầm cả nhà. Cái dòng này nó hiếm lắm nha, hoàng thảo xoắn rất là hiếm. Cái mặt hoa, cái màu hoa của nó sẽ là cái màu trắng vàng kem nè. Cái màu kiểu như thế này. Có họng và cánh của nó, hai bên cánh của nó sẽ xoắn cả nhà ơi. Một cái giò nhìn rất là hay. Và hoa của nó nở ra nó sẽ chùm. Nó chùm này cả nhà, nó xe ra một cái vòi hoa, mà vòi hoa nó sẽ có 3, 4 hoặc là 5 bông hoa là nó sẽ nở thành một chùm cả nhà ha. Rồi tiếp theo, một giò hoàng thảo xoắn nữa nè. B19 hoàng thảo xoắn giá 980. 980.000 một giò hoàng thảo xoắn cả nhà xem nè. Đó em quay ngang cả nhà mình thấy ha, nó vươn mình ra. Nó vươn mình ra. Rồi giá 980 một giò hoàng thảo xoắn ghép gỗ cả nhà thôi. Đó, so với người em như thế này thì cả nhà mình có thể dễ dàng án chừng form cây ha. Và riêng cái dòng này cây nó rất là khỏe cả nhà ơi. Cây rất là khỏe ha, cho hoa đẹp. Ủa, cái giò này thân thủ rất là đẻ cả nhà. Cả nhà xem nè, em cầm vô coi cái thân nó phình nè. Ủa, rất là đẻ nha, cây rất là đẹp cả nhà ơi. Những cây này là đều vào chờ vào mùa hoa sắp tới đây. Hàng thảo xoắn thì cũng sẽ nở cho hoa vào tháng 3, tháng 4 cả nhà ơi. Rồi hàng thảo xoắn em đang có một mẻ chậu nè. B20 giá 400, hoàng thảo xoắn B20 giá 400.000. Chậu cũng rất là xinh nè, form cây nè. Form cây ha, rất là đanh cây cả nha ha. Rồi giá 400.000, hoàng thảo xoắn. Tiếp theo cái này là kiều vuông lộc bắc B21, kiều vuông lộc bắc. Chậu như thế này cả nhà xem thân nè. Đó, xòe và rất là sum thân ha. Nè cả nhà ơi, nhìn rất là xinh. Rồi B21 giá 170.000. B21 170.000. Giá thể nè, phân bón đầy đủ hết luôn rồi. Về nhà cả nhà mình chăm sóc thêm thôi ha. Rồi giá 170 B21. B22 nè. B22 cái này là hoàng lan. B22 hoàng lan cả nhà ơi, giá 250. 250.000 hoàng lan. B22 250.000 hoàng lan cả nhà ơi, hoàng lan hoa vàng và thơm cả nhà, hương thơm nhẹ nhàng. Rồi B23 tóc tiên hương dừa. Tóc tiên hương dừa giá 190. B23 tóc tiên hương dừa cả nhà ơi. B23 190.000. Cái lá nó đi tu tu như vậy nè. Cái lá đi tu tu như vậy nè, mà mùi hương của nó sẽ là mùi hương dừa. Nên nó được gọi là tóc tiên hương dừa. Rồi B23 giá 190. Rồi em đang lên cho cả nhà mình là sóc nè. Sóc ha, đang sóc làm một cái dòng đơn thân cả nhà ơi. Lưu ý này cả nhà, cái hàng này thì cây là cái form nó rất là cứng cáp.
và hoa của nó lại thơm cả nhà, màu hoa hoa tươi tắn và lại thơm cả nhà ha. Này còn những cái lá chân như thế này thì lá chân từ hàng rừng về cả nhà mình lưu ý giúp em nha. Đó, có những cái lá chân như thế này thì về nhà mình cứ chăm thêm nước non thôi, nó sẽ còn căng lá. Đó, cây đang đi ngọn nè, đang đi ngọn căng khỏe như thế này cả nhà ha. Rồi sóc nè, mã này giá 290. B24 280 cả nhà ơi. B24 giá 280, em nhìn nhầm, 280 nghe. Một chậu như thế này. Sóc nha cả nhà ơi, 280. Rồi tiếp theo sóc nè. B25. B25 chậu sóc này giá sẽ là 390. B25 giá 390 một chậu hoa lan đuôi sóc. Cái giò này thì ghép theo kiểu là hai mặt đó cả nhà ha. Hai mặt có cái cây ở trước, ở giữa thì là cái cây phong to. Nhưng mà em bao trước này, cái cây này nó ăn nắng nhiều cả nhà. Cái giò này thì em để ở chỗ nó ăn nắng nhiều. Đó, thì cây nó sẽ có cái màu vàng xanh xanh và nó rất là đanh cây cả nhà ha. Rất là đanh cây đó, em báo trước cho cả nhà mình là tình trạng cây nè. Cái màu của nó là cây ăn nắng cả nha. Cái gốc của em để sóc thì nó ăn nắng. Đó nên là cây mà cả nhà mình thấy cây tại vườn, cây ăn nắng khỏe, chăm sóc hữu cơ thì cả nhà mình yên tâm, về nhà mình chăm nó dễ, treo chỗ có thoáng, có gió, có là ok rồi cả nhà. Rồi B26, cái này là quế trắng. À, chưa cho cả nhà mình xem mặt hoa sóc hả? Sóc hoa cực kỳ tươi và hoa thơm nha cả nhà. À, sóc hoa tươi và hoa thơm nó sẽ, đây nè, hoa nó sẽ như thế này nè cả nhà. Hoa nó sẽ màu trắng tím và nó sẽ là những chuỗi như vậy ha cả nhà ha. Rồi tiếp theo B26, em lên là quế trắng tháng 8. Quế trắng tháng 8. Rồi mã này, quế trắng tháng 8 giá 500, B26 500 ngàn. B26 500 ngàn, quế trắng nha cả nhà ơi. Ghép trên một cái cục gỗ rất là gọn gàng ha. Anh chị nhà mình để đôn cũng được, hoặc là cả nhà mình về treo, ok hết ạ. Rồi tiếp theo B27, quế trắng này em đang có là trên một cái chậu ha cả nhà ha. Cái này thì ghép chậu nên là cả nhà mình có thể mình treo cũng được, mình linh động, mình để bàn cũng được cả nhà. Đây, quế trắng nè, những cái dòng đơn thân như thế này cả nhà mình sưu tầm đi, để chơi càng lâu á, chăm càng lâu thì cây nó, giá trị cây nó sẽ càng cao nha. Rồi B27 quế trắng giá 470 nha. B27 470 nha. Cái giò này thì phong cây nó có vẻ là cao á cả nhà ha. Phong cây nó cao ráo nè. Đó, phong cây cao ráo thì sau cho hoa thì nó sẽ càng có nhiều mắt hoa cả nhà. Nó ra hoa từ nách lá cả nhà. Hoa quế trắng thì khi mới nở nó sẽ có màu trà xanh cốm như thế này. Khi mà nó nở căng rồi thì nó sẽ căng về màu quế trắng sữa, trắng nghè á cả nhà. Rồi tiếp theo B28 em đang có cái chậu quế trắng này, giá 850 ngàn. B28 850, một cái chậu quế trắng ghép trên cái chậu gỗ này. B28 950 cả nha. Nãy chị sửa cái giá số khoanh số 8 lại nhìn nhầm mất. Rồi 850 ngàn một cái chậu quế trắng cả nha. 850 mà nãy là đọc giá ghi mà lại nhầm mất là xóa gấp rồi đó. Rồi tiếp theo quế trắng nè, cái này là mã B29. Em sẽ có là cái hàng này là dân họ mới đi khai thác rừng về cả nhà xem nè. Lá đang rất là mướt và rất là tươi. Nên là về cả nhà mình có thể là mình ghép thì nó sẽ nhanh đi rễ hơn nha. Rồi mã này là B29 390 nha. 6 cây là những 6 cây lá xếp đẹp này cả nha. 6 cây nè, 1, 2 cây ha. 3 cây này cả nha. 4 cây nè, ủa cây này xếp đẹp ha. 4 cây nè, 5 cây nè, 5 cây mặt trước đấy chứ, cho cả nhà mình thấy 5 cây nè. Rồi cây thứ 6, quá là đẹp cả nhà ơi. Trời ơi, combo này 390 cả nhà. Wow, 390 6 cây. Đó, về nhà cả nhà mình ghép riêng những dòng rễ gió như thế này, cả nhà mình ghép thì nó sẽ mau đi rễ hơn nha. Rồi, mẹ B30, cái này thì em sẽ có là 2 dê. Đây là một dề nè, một dề của nó là có 2 cây nè cả nhà. Cái này là cũng là quế trắng luôn. Mã này thì 195 ngàn thôi. Một dề nè, dề thứ 2 nè cả nhà. Đó, nó sẽ có 2 dề và 1 cây. 1 cây rời. 1 cây rời cả nhà. Đây này, cái dề thì nó sẽ nguyên như thế này. Thì cả nhà mình có thể mình ghép lên cục gỗ á. Đó, cho nó thòng xuống nè. Nó đang đi, cái ngọn nó đang vươn ra nè cả nhà ha. Rồi 2 dề với lại 1 cây, mã này 195 ngàn, 195 cả nha ha. Lưu ý 195 ngàn, hàng rừng mới về này cả nha. Hàng rừng mới về em thấy ngọn đồ nó rất là tươi nên cả nhà mình về mình chăm, mình ghép là rất là nhanh đi rễ. Và lưu ý cái hàng mới ghép thì cả nhà mình tưới nước đập nha. Lưu ý. Rồi tiếp theo mã B31 này, em đang có 6 cái ngọn quế trắng như thế này. Giá là 195 ngàn luôn, 6 ngọn. Cái đây B31. Là một nè. Một ngọn này, cái này nó đang đẻ cây con luôn này cả nha. Đang đĩa cây con này ha. Một ngọn nè,
hai ngọn nè, hai ngọn quế nè. Cái này nó cong thì cái này cả nhà mình có thể ghép gỗ đây, hoặc là đang để cái con rồi nè. Coi. Wow, cây ngọn thứ hai nữa nè cả nhà, đẹp ha. Đó, những cây như thế này nó hợp nhau thì cả nhà mình có thể mình làm được một cái giò ghép gỗ phong tự nhiên nè. Ba cây nè. Cái này cũng cong cong nữa. Ôi, cái giò này cả nhà mình làm một cái giò ghép gỗ đi. Nó cong xuống nó vươn mình như thế này đẹp nè. Rồi 6 cây giá 195, B31 cả nhà ha. Đây nè, nó cong cong nhìn rất là tự nhiên. Rồi B32, em đang còn hai mẻ quế trắng nữa thôi cả nhà ơi. B32, cái này là 6 cây. 6 cây này là 290.000. Phong cây thì cả nhà mình em đưa từng cây thì cả nhà mình có thể coi được ha. Một cây nè, hai nè. Ui, hai cây. Cây thứ ba, bỏ nó giùm chị. Rồi cây thứ ba nè, ôi cây này xếp đẹp nè cả nhà. Ba cây, bốn cây. Bốn cây nè, năm cây nè, sáu cây nè cả nhà. Tương đối ô cái cây này đang để cây từ nách lá nè. Sáu cây giá 200 mấy. Sáu cây giá 290. 290 nha cả nhà ơi. Nói chung là em đã lên theo mã số cả nhà. Mỗi mã nè, mỗi cái đều để riêng và có mã số như thế này hết. Nên là khi đi bóc cây là sẽ bóc theo cây cho cả nhà mình nha. Bóc theo mã số nha. Rồi cái này là B33 250 nghe. Và đây sẽ là có cây dề. Có dề cũng có mà cây lớn cũng có đây nè. Đây là một cây nè, hai cây nè. Đang đĩa cây con nè. Ừ, nó đang đĩa cây con từ dưới gốc nè cả nhà. Những cái dòng đơn thân cả nhà mình sưu tầm rất là hay. Cây này cũng là cái này là nguyên không, cái này giờ rồi nè cả nhà, nó đĩa cây nè. Đó, mẹ này thì giá rẻ thôi. Rồi, cây đây nữa nè, cái đây là nguyên một dề cả nhà ơi. Cái này là nguyên một dề nha. Nãy giờ là cái đây là một đám, đó là cây rời nè, còn đây là nguyên một dề. Nguyên một dề đây với một đám cây lớn. Rồi, cái đọc cho chị cái mẻ này giá 250 nghe. Nguyên dề cả nhà ha. Mấy cái hàng rừng về như thế này cả nhà mình không cần phải lo đâu. Mình chăm nè. Mình chăm thì nó sẽ còn đủ căng, đủ nước, nó sẽ còn căng lá hơn nha cả nhà. Nó căng lá hơn, nó đi lá ngọn. Còn những lá này thì nó sẽ căng hơn, là nhìn cây nó sẽ mướt hơn ha. Nè, nó đẻ con từ quá trời trời luôn cả nhà ơi, trên thân nó đẻ nữa nè. Rồi, mẻ này 250 ngàn, vừa nguyên dề vừa cây rời luôn ạ. À. Rồi, mẻ sắt B34 này cả nhà ơi, B34. Cái này là một giò tam bảo sắt. Giò này giá là 1.300.000 cho một giò tam bảo sắt ghép theo kiểu tròn đều cả nhà ơi. Ghép tròn đều nè. Đây nè, một vòng tay ôm không hết cả nhà ha. Mã này B34 giá 1.300.000. Giò này thì to cả nhà ơi, nó to hơn nửa người em nè. Cái giò này thì phí ship sẽ là 100.000 nha cả nhà. Nó ghép trên cái cục gỗ này cả nhà xem nè. Đó, nó ghép trên một cái cục gỗ to như thế này nè. Đó, trên một cái đáy gỗ, đế gỗ to như thế này. Nó nặng, phần ship thiếu thì em hỗ trợ với cả nhà mình ha. Riêng tam bảo sắc á, một cái dòng hoa rất là thơm. Và sau này nè, nó sẽ cong ra cả nhà xem nè. Thân nó cong ra như thế này thì nó sẽ cho hoa từ nách lá. Đây nè, đây những vòi hoa cũ này cả nhà ha. Đó, một giò như thế này tròn đều thì nó sẽ cho rất là nhiều hoa. Tam bảo sắc thì hoa rất là thơm rồi. B34, 1.300.000, phí ship 100.000. Rồi, B35 này cả nhà ơi. À, B37, em xin lỗi, B37. Ủa vậy cái đây B30 36 rồi em, sao vậy cái đấy 35 em nghe. Rồi, rồi, này B35 mẹ cuối cùng cả nhà ơi. Xin lỗi cả nhà mình một chút xíu nha. Rồi, chuẩn mã B35. Mẹ giò này là một cái giò chuỗi ngọc cả nhà ha. Giò chuỗi ngọc này giá 1.700.000. 1.700.000. Ghép trên một cái trụ gỗ đứng này cả nhà. Đó, đang đi xùy lá rất là đẹp nè. Đi xùy lá rất là đẹp, chuỗi ngọc thì hoa xinh rồi đúng không cả nhà. Rồi B37 B35 1.700.000. Phí ship thì 60.000 cả nhà ha. Phí ship 60.000 đi. Giò này ghép gỗ nhưng mà nó không nặng bằng giò kia, phần thí hỗ trợ, phí ship 60.000 thôi. Đó cả nhà, em lên thì theo mã số thôi. Nên là cả nhà mình yêu thích cái mã nào là cứ nhắn theo mã số nha. Nhắn theo mã số thì em sẽ lên đơn và chuẩn nó kỹ hơn nha cả nhà ơi. Rồi em xin chào cả nhà ạ.